Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam là cơ quan đảm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội dưới sự lãnh đạo của Ban Bí thư và Quân ủy Trung ương. Cơ quan tiền thân của Tổng cục Chính trị là Cục Chính trị, được thành lập tháng 9 năm 1945 theo chỉ thị của Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, nhằm quản lý công tác chính trị trong các lực lượng vũ trang do Việt Minh lãnh đạo, mà nòng cốt là Việt Nam Giải phóng quân. Lãnh đạo đầu tiên của Cục là đồng chí Văn Tiến Dũng. Tháng 7 năm 1950, Cục Chính trị được nâng lên thành Tổng cục Chính trị, trực thuộc Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Quốc gia và Dân quân Việt Nam. Sau năm 1975, khi Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam chấm dứt hoạt động, Tổng cục Chính trị chuyển về thành một cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng. Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị là một chức vụ cao cấp trong quân đội, đồng thời cũng là một chức vụ quan trọng trong hệ thống chính trị Việt Nam. Toàn bộ các đời chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đều là thành viên của Bộ Chính trị hoặc Ban Bí thư. Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị qua các thời kỳ. Đầu tiên là Cố Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Ông giữ chức vụ chủ nhiệm Tổng cục Chính trị từ năm 1950 đến năm 1961 và cũng là một trong hai người được Chủ tịch Hồ Chí Minh phong thẳng hàm đại tướng mà không qua các cấp trung gian. Người thứ hai là Cố Thượng tướng Song Hào. Người giữ chức vụ chủ nhiệm Tổng cục Chính trị từ năm 1961 đến năm 1976. Tiếp theo là Cố Đại tướng Chu Huy Mẫn, người giữ chức vụ này từ năm 1977 đến năm 1986. Người thứ tư là Đại tướng Nguyễn Quyết, giữ chức vụ chủ nhiệm Tổng cục Chính trị từ năm 1987 đến năm 1991. Tiếp theo trong danh sách này là Cố Thượng tướng Lê Khả Phiêu, với cương vị là Tổng Bí thư. Tuy nhiên, trước khi được bầu giữ chức vụ cao nhất của Đảng, thì ông từng là chủ nhiệm Tổng cục Chính trị từ năm 1991 đến năm 1997. Người thứ 6 là Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, người giữ chức vụ từ năm 1998 đến năm 2001. Tiếp theo là Đại tướng Lê Văn Dũng, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị từ năm 2001 đến năm 2011. Người thứ 8 là Đại tướng Ngô Xuân Lịch, giữ chức vụ chủ nhiệm Tổng cục Chính trị từ năm 2011 đến năm 2016. Gần đây là Đại tướng Lương Cường. Ông được bổ nhiệm giữ chức vụ chủ nhiệm Tổng cục Chính trị từ năm 2016 đến năm 2023. Hiện nay, chức vụ chủ nhiệm Tổng cục Chính trị do Thượng tướng Trịnh Văn Quyết đảm nhiệm. Ngày 1 tháng 6 năm 2024, Chủ tịch nước bổ nhiệm Thượng tướng Trịnh Văn Quyết giữ chức vụ chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông là chủ nhiệm chính trị thứ 10 của Quân đội Nhân dân Việt Nam từ khi thành lập đến nay.